Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một cây mai đẹp trong bộ sưu tập của mình tiếp. Thì đây là cây mai có hoành và đế cũng rất to. Hoành mai khoảng 50 các bạn nhé. Đế thì đế đều. Các bạn thấy đế rất đẹp. Đế rất đẹp. Thân mai lên đế từ gốc lên đến cành cấp 1 là 50 phân các bạn nhé. Từ những cành cấp 1 này thì phân bố đều. Ở đây mình quay một vòng cho các bạn xem ha. À dạ anh ơi, em anh dậy chưa? À dạ, em đứng trước. À, dạ em hẹn anh hồi sáng vô mà em đợi anh cả tiếng đồng hồ rồi. Em trước nhà anh nè. Dạ. Đây mình quay một vòng các bạn ha. Quay một vòng để các bạn xem. Đây mình quay xa. Quay xa để các bạn nhìn một cách tổng thể và hình dạng của cây mai này. Tàn mai rất là đẹp. Thân mai. Đối với cái mai này chúng ta có thể vô vào nhôm các bạn, vào nhôm chúng ta uống cho những cái tàn á nó rộng ra. Nó còn to hơn nữa. Rất là đẹp. Và chúng ta nuôi thì hả, ví dụ như ở những cành cấp 1 này. Các bạn mình thấy tứ diện nó đều rồi, còn một số các bạn thấy muốn cho cái tàn nó rậm hơn thì ở những cái tàn đây cành cấp 1 các bạn ha. Bạn để cái tay mình nè, đây. Đến đây là tầng cành cấp 1. Đến đây là chuẩn bị qua hai cành cấp 2, cành cấp 3. Đúng không? Thì chúng ta nếu mà chúng ta muốn thì chúng ta cứ rút tàn lại, xong rồi chúng ta sẽ nuôi thì trong cái bộ tàn á nó sẽ đầy hơn. Những cái chồi, những cái cành cấp 4, cấp 5 này kia nọ đó nó ra sẽ nó sẽ làm đầy cây hơn. Có thể tùy đó là tùy cái quan điểm của mỗi anh em chơi thôi. Tùy quan điểm của mỗi anh em chơi thích chơi thế nào thì mình uống cây heo thế đó. Ở đây thì với cây mai này thì mình thích thế trực hơn đó, nên mình để như vậy. Chiều cao của mai là 3 mét các bạn nhé, từ đế đến đỉnh. Mình quay ở nhiều góc để các bạn có thể xem cây mai á, đây rõ hơn ở nhiều diện hơn.
video mình chia sẻ và cây mai đẹp đến đây là hết. Thì xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi các bạn nhé.